giờ nữa nè. Mới vừa nhận hợp đồng cái máy này luôn ha, lúc nãy thử máy G nhưng mà chọn máy này luôn rồi. Thì bây giờ chạy ra sao bảo dưỡng, khách thì về Sài Gòn có công chuyện ha, mai mốt mới xuống. Bây giờ mình sẽ chút nữa đánh máy làm sao làm. Máy này về chùa khoảng 5 ngày sau. Bây giờ chạy chiếc này xuống làm bảo dưỡng ha, thời gian làm khoảng 5 ngày xong. Sơ sơ lúc mà nó chưa làm bảo dưỡng ha, phần cuốn này nó hơi mất. Cái này phải thay phần cuốn này nè, cuốn này mất bấm nặng đó, thay một cuốn mới. Máy này giờ bắt đầu mở ra tiến hành làm bảo dưỡng đây. Đang mới mở ra. Để coi một số thứ thay ha. Để cái gì làm gần hoàn chỉnh mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Nhà bơm tháo ra rồi ha, bơm. Rồi cái này giờ gáp bắt đầu hoàn chỉnh rồi đó. Có thể là mai có thể đi. Giờ xong rồi, hoàn chỉnh rồi đó. Một, hai. Rồi cho anh em, bây giờ đã hoàn chỉnh rồi ha. Dạ vậy còn sơ ý gửi nó là xong. Mình lên xe luôn. Mình đã hoàn chỉnh hết phần sơn động rồi đó. Rửa máy nữa. Lăng thì chiếc này thay khoảng 2 con. Còn lăng cũ vẫn xài tiếp được. Phía bên đây, còn bên kia đây mình quay luôn. Đây thì có lần đầu lần mới ha, còn lại lần cũ sẽ lại tiếp. Rồi giờ bắt đầu lên máy ha. Máy này làm sao bên Google thì sáng 8:30 sáng chỉnh. Cảm ơn em nhiều ha. Rồi giờ đóng xe đi về thôi, cắt theo xe về luôn. Rồi cảm ơn em nha. Rồi em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Bây giờ quay từ trên cao trước ha. Thì kho của em gồm có máy cày và máy gặt.
máy gặt lúa thì em có DC70 là để phía trước này ha. DC70 có hai loại là DC70G là cái loại có dừa khoan và DC70 thường, và những chiếc máy giống vậy. Ở phía trong đây thì em có để mấy chiếc 105 ha. Đây là máy lớn hàm cắt 3m 105X. Đây còn 3 chiếc cho anh em xem ha. Đây, em phong lớn kìa. Đây anh em nào muốn xài 105 thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC95 ha. DC95GM hàng cắt 2m7 ha, đọc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC70G của Thái. Đây, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây cho anh em xem. Với lại em có một số máy DC70 Plus, DC70G Plus là hàng chạy 95% gần như mới. Mới chạy khoảng 100 với 200 giờ thôi. Đây. Rất là mới nha anh. Này là chiếc DC70G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi. Còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha. Phía trong này cũng để có để máy đấy nha, phía trong. Chào mọi người nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha. Thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết. Này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hạ bồn. Với hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm thì theo mức độ nha, không người có thể tới xem. Còn cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng. Máy đây làm. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng thì xa xa kia ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha.